Từ nay, vẻ dáng và cơ thể người sẽ chính xác hơn khi cầm trong tay bảo bối này. Nói đến đây, nhiều bạn nghĩ đây là cuốn artbook đúng không? Nhưng không phải, đây là cuốn sổ vẽ phác thảo đó mọi người. Và nó được thực hiện độc quyền bởi họa sĩ Nhật Bản Kari Majika. Sổ được kết hợp tới 82 trang tài liệu vẽ dáng và cơ thể người và tận 72 trang giấy vẽ 172 gm, vừa đủ để người mới có thể hiểu và ứng dụng luyện tập. Đố các bạn biết có thể học gì từ tài liệu vẽ kèm theo này? Thứ nhất, đó là học cách dựng cơ thể người chỉ trong vài bước. Thứ hai, học cách ghi nhớ cơ bắp siêu dễ độc quyền của họa sĩ. Thứ ba, hướng dẫn vẽ dáng nhân vật theo tính cách và đặc điểm. Và cuối cùng, không thể thiếu phần thực hành để hiểu kiến thức hơn. Sổ vẽ này thường được nhiều người tin tưởng bởi độ chuyên dụng của nó. Các bạn vừa xem tài liệu vừa luyện tập vẽ thẳng trong sổ. Đương nhiên, vì đây là giấy chuyên dụng cho phác thảo và inking nên độ kỹ tẩy được hạn chế đến mức thấp nhất. Đồ ăn gì cũng vừa phải. Nhớ là không khuyến khích dùng màu nước nha. Hình thức sổ vẽ quen thuộc với ngăn đựng tranh và phần bìa siêu dày không lẫn vào đâu được. Hiện tại đang có hai mẫu bìa đều được vẽ bởi họa sĩ Nhật Bản. Tới đây là thấy cũng ghiền ghiền rồi đúng không ta?